Bạn có bao giờ thắc mắc về sự biến đổi? Hành trình lột xác của chú ve sầu. Đó là một hành trình nhiễm màu của thiên nhiên. Bắt đầu với giai đoạn trứng ve cái. Để trứng trên cây nơi trứng tồn tại nhiều tuần. Sau đó trứng nở thành những con và rơi xuống đất. Trải qua nhiều đợt lột xác, loại bỏ lớp vỏ ngoài để nhường chỗ cho bộ xương sống này. Thiết kế đáng kinh ngạc của thiên nhiên. Bản giao hưởng đầy mê hoặc của ve sầu vào mùa hè. Biến đổi và sinh tồn, biến đổi và sinh tồn, và đó là câu chuyện về loài ve sinh tồn. Bạn có bao giờ thắc mắc về sự biến đổi? Chính xác của chú vai sau, đó là một hành trình nghiệm màu của thiên nhiên, bắt đầu với giai đoạn trứng ve cái, đã trứng trên cây nơi trứng tồn tại nhiều tuần, sau đó trứng nở thành nhộng con và rơi xuống đất, trải qua nhiều đợt lột xác, loại bỏ lớp vỏ ngoài để nhường chỗ cho bộ xương sau này, thiết kế đáng kinh ngạc của thiên nhiên, bản giao hưởng đầy mê hoặc của ve sầu vào mùa hè, biến đổi và sinh tồn, biến đổi và sinh tồn. Và đó là câu chuyện về loài ve thiết kế sầu. đáng kinh ngạc của thiên nhiên. Bản giao hưởng đầy mê hoặc của ve sầu vào mùa hè. Biến đổi và sinh tồn, biến đổi và sinh tồn. Và đó là câu chuyện về loài ve sinh tồn. Biến đổi và sinh tồn, biến đổi và sinh tồn. Và đó là câu chuyện về loài ve sinh tồn.